Chào buổi sáng Duy. Ôi, cậu đi đâu thế? Duy. Cậu thân ngọt ngào. Cái gì thế này? Gì thế? Tuyệt, mình sẽ làm bố à? Trời đất. Cá ơi, đến đây. Này cá. Một nàng tiên cá. Các bạn tới đang mơ không? Một nàng tiên cá thật. Dễ thương ghê, thật là ngọt ngào. Trời đất ơi. Chúc một ngày tốt lành, các cô gái. Tớ chưa bao giờ đói thế này trong đời. Món bim bim này làm mình thèm quá đi mất. Mình muốn nữa, nữa đi. Ôi, món này ngon quá đi mất. Hãy đến với chị nào bấy bé. Chị sẽ ăn sạch. Cái này không ngon nữa. Còn tớ muốn nhiều protein hơn. Không sao đâu, mẹ sẽ tìm cho con yêu à. Cưng ơi. Sao thế gái, có chuyện gì? Tớ vẫn đói. Được rồi, đây là những gì mình cần. Mày thật đấy. Này anh bạn, món snack này giàu protein lắm. Anh chả, đưa tớ. Nhìn ngon quá đi. Hoàn hảo. Cậu là vị cứu tinh của tớ. Thèm ăn khi mang thai đúng là mệt cả người. Miễn là cậu hạnh phúc. Xin chào. Được rồi. Quay lại ngay. Gái ơi, cậu đang ở đâu? Chắc chắn phải ở đâu đó ở đây. Là gì vậy? Giờ nắng. Cảm giác này không ổn. Cái gì? Ác quỷ biết vậy? Tớ là một cậu sợ à? Tớ đói và khát. Đã đến lúc uống nước ép máu rồi. Nhanh lên. Nước máu sắp tới. Xin chào lần nữa anh bạn. Nhìn cậu bỏ nước đấy. Được rồi. Cái gì vậy? Này, cậu nghĩ cậu đang làm gì vậy hả? Tớ cần giải thích. Tớ cần cậu giúp. Cậu phải đi với tớ. Thử gian đi. Gái ơi, tớ mang cho cậu cái người này. Đây này. Ok, chào nhá. Đây có phải là một trò đùa khủng vậy? Thích bị cắn không? Tớ đói lắm rồi đấy. Rồi tớ ném cho cậu cá. Cái tuổi cá cắn cậu. Cá to không đó. Đỏ mà, như một con cá vật đó. Đỉnh vậy. Không vừa. Thôi nào, mặc vào dùng đi. Phải thay đồ thôi. Nhưng không có món nào vừa nữa. Ghét quá. Cưng ơi. Anh ta ở đâu cơ chứ? Alo, lại đây coi. Ngay lập tức. Tớ này, chuyện gì căng vậy? Cậu đây rồi. Coi chừng. Ôi, quá muộn rồi. Tớ ổn. Quần jean bị sao đấy hả? Tớ thích mát mẻ mà. Thế có chuyện gì? Lạ lùng. Quần áo của tớ không vừa nữa. Để xem chúng ta có thể làm gì nhé. Cẩn thận đấy nha. Thư giãn, tớ là dân chuyên thấy không? Quần tất màu đỏ rất linh hoạt. Cậu sẽ trông sang trọng. Thời trang phang thời tiết á, đang mốt lắm. Giờ thắt nó lại nhá. Phong cách này sẽ thổi bay tâm trí của cậu. Chỉ cần chỉnh sửa chút là được. Thích không cô gái? Trông đau đớn thế. Xong xuôi nhá. Và khoảnh khắc của sự thật. Mặc thử xem nào. Thật có giãn. Hả? Tuyệt vời. Nó vừa như in luôn á. Nhưng nghiêm túc mà nói thì điều này thật tuyệt vời. Mình sẽ gọi cậu ấy. Này, tớ không có gì để mặc, giúp tớ. Tớ sẽ tới ngay, tốt hơn là chạy nhanh. Gái ơi, có chuyện gì vậy? Có chuyện chứ, là cậu đấy. Lại đây coi. Thấy không, không còn bộ quần áo nào vừa với tớ nữa. Mình đang nhìn thấy cái gì thế này? Giúp tớ chọn một bộ trang phục mới đi. Lại một thảm họa thời trang nữa. Giờ tí, tớ nghĩ chúng ta có thể dùng cái này để giải quyết. Cậu có chắc không? Hãy tìm tớ. Tớ chưa bao giờ thấy thứ gì như thế này. Cái áo này tớ mặc vừa. Ủi, vừa như in. Thích quá đấy, cậu thông minh thật đấy. Một ống tay áo xuống đây. Và thế là xong. Hình như con yêu cũng thích á. Cảm ơn cưng, cậu là số 1. Cậu giống một phép màu vậy. Tớ cứ như một nữ hoàng trong một lễ hội á. Ở đây không có gì cả. Xin các vị thần đại dương phù hộ con. Hình như mình vừa nuốt một con sư tử biển. Đến lúc cần em bé rồi. Em ấy kín rồi ta. Xem thử nào. Cái gì? Đúng là một thảm họa. Vụ này không ổn. Cưng ơi. Thế thần kỳ diệu đến đây. Thử xem nào. Lên đi. Làm ơn, mong là ổn nhá. Ôi trời ơi, mình không thể nhìn thấy. Thế nào rồi? Thần linh ơi. Thực ra tớ là cá voi. Ôi không. Bình tĩnh chị. Đúng ý luôn đó. Thật luôn. Vậy là hết lo rồi nhá. Tuyệt vời. Thật vui vì cậu hạnh phúc. Cảm ơn. Được rồi, công việc của tớ đã hoàn thành. Tớ xấu như con gấu vậy á.
Này, tớ có một cái cần ma thuật. Thử đi, nhìn này, nó không nặng đâu. Thật sao? Cái gì? Cậu đang đùa với tớ à? Chạy mau đi, nếu không thì... Chờ đã, để tớ sửa. Hỏng mất tiêu rồi. Không vui tí nào nha. Cậu đang làm gì vậy? Cậu làm tớ bực đấy, điên lắm rồi. Hãy tha cho tớ, tớ có ý này. Được rồi, xem nào. Được rồi. Tớ sẽ đưa cậu đến bất cứ nơi nào cậu muốn. Được đấy nha. Ôi trời, đành phải làm thôi. Được rồi, đây là giải pháp tốt nhất. Đi nào. Ôi chú ơi, cục cưng. Cục cưng. Còn sắp ra rồi, đau quá à. Vỡ nước ối rồi. Khẩn cấp, cứu với. Tớ không thể. Cậu có ổn không? Không. Tớ không sao. Chuyện gì thế, cậu ổn không? Ôi chú ơi, nguy hiểm quá, chúng ta phải dọn dẹp cái này. Này, không phải cái đó, em bé sắp ra nè. Đưa tớ đến bệnh viện đi. Được rồi, đi nào, cẩn thận. Đến rồi. Bác sĩ, tớ cần một bác sĩ. Nằm xuống giường đã nào. Được rồi, tớ sẽ trở lại ngay. Này, cậu đi đâu thế? Cục cưng, nước ối vỡ rồi. Giờ hả? Đợi đã, đó có phải là hạt nở không? Đúng. Cẩn thận, ở đây trơn lắm. Đừng lo, tớ là chuyên gia trong những tình huống khó khăn. Giờ đi nha. Không, đồ ngốc, dọn dẹp mớ này trước đã. Trời ạ, được rồi này. Bất cứ điều gì cho cưng, tình yêu của tớ. Đúng là gu mình mà. Xong rồi. Giờ đến bệnh viện nào. Tới rồi. Được rồi, cưng, đợi nhé. Cậu sẽ ổn thôi. Tớ không ổn, đau quá. Làm gì đây, làm gì đây. Ôi không, em bé sắp ra rồi. Bác sĩ, giúp với, giúp với. Tôi sắp đẻ. Hey Barbie, đã đến lúc chải tóc. Trả lại đây. Có chuyện gì vậy trời? Đã đến lúc tạo kiểu tóc mới. Cắt ở đây. Có chuyện gì vậy? Ai đang cắt đấy? Không đây nào. Không thể nào. Nhóc. Và trang điểm thật đậm nữa nè. Có thích không nào? Hơi bị quá đáng rồi đấy. Mình phải tìm bé đến thế giới thực nào. Qua cái lạnh, qua biển, qua không gian, và cuối cùng đã đến. Gì cơ? Ôi, gì thế? Bảo mẫu, thật may mắn. Trẻ cắn. Bé con này á, cắn á. Xin chào. Cặp má vương vính nè. Cứng quá, đi thôi. Chúng ta có gì nào? Chị được làm bằng nhựa. Răng nanh, răng nanh. Trả lại đây. Ổn hơn rồi đấy. Em nghe nè, chị sẽ làm bảo mẫu mới của em. Nhãn cầu. Mán tử của mình. Mũi tui. Sao chị lại làm thế? Em phải ăn uống lành mạnh. Hả? Đó là gì? Là nhựa mà. Đúng. Tại sao? Ở đây mọi người ăn thức ăn. Được rồi, không thành vấn đề. Vậy thì ăn cà rốt thật nhé. Và cắt nó thành nhiều miếng nhỏ. Làm tốt lắm. Thêm thân cà nè. Dưới lên trên. Vừa đủ thôi. Và bây giờ trộn lên. Món gì mà lạ vậy? Hoàn hảo. Giờ ta cần đồ đựng. Cái này đừng nè. Cho đồ ăn vào đây thì quá hợp lý. Chắc chắn em sẽ thấy thích nó. Xuất sắc. Em ăn đi nè. Hả? Ôi, làm ơn đừng nói là em không thích nó. Không tệ lắm. Có ngon không nhỉ? Wow, ngon xỉu. Thích rồi kìa. Chị ơi em khát. Được rồi, nhìn nhé. Đây, cầm lấy. Hả? Làm gì cái gì? Chị lại làm trò à? Chị uống nước như thế đấy. Em muốn uống nước thật. Nếu không em sẽ lại cắn chị. Được rồi,
Nhìn nhé. Hả? Để chị lấy một ít cho em. Yes, yes. Xong. Giờ thì đổ vào cốc nè. Cực kỳ thơm ngon. Em uống đi. Mãi mới được. Hy vọng đây là cốc cuối cùng. Eo ơi. Macaron. Hả? Em phải dọn dẹp phòng đi. Ok chị bảo mẫu. Nhưng mà em có ý tưởng hay hơn nhiều. Đến bắt em đi. Không có tác dụng gì đâu. Chị vẫn dễ dàng bắt được em. Hả? Được rồi nhóc. Nếu em không muốn tự mình làm. Hãy làm theo cách của chị. Chị đang làm gì vậy? Em sẽ thấy. Giờ thì dọn thảm đi. Hả? Lăn nào. Tuyệt vời. Nhìn mà xem, sạch bóng sáng bóng. Hình như cảm giác một cái. Gì? Đâu? Đây. Thôi kệ. Em sẽ đi chơi điện tử. Đưa cho chị. Cần lâu. Chị không biết em nhanh đến mức nào đâu. Trả lại đây. Thấy không? Thôi được rồi. Có một cách tiếp cận khác. Cho những đứa nghịch nhất. Hoàn hảo. Này. Đưa cho tôi điện thoại. Không, mau bảo nó đi. Tỏi, yêu ơi. Ngon lắm, cảm ơn tình yêu. Giờ hãy xem Ken đang làm gì nào. Chị sẽ phải trả giá. Đi ngủ nào. Đọc chuyện cho em đi. Được rồi. Chuyện trẻ em. Sao thế? Em thích chuyện đáng sợ cơ. Đọc cho em đi. Để chị nghĩ đã. Ok, sẵn sàng chưa? Ngày xưa có một con quạ đen như mực. Nó có thể biến hình thành một con sói đen hoặc thậm chí một con khủng long. Cuối cùng cũng được thư giãn rồi. Từ từ đã. Bắt được. Hả? Rồi. Thả tôi ra, thả tôi ra. Hả? Hả? Cái gì vậy? Ở đây. Không đời nào. Tôi thích mùi hồng lắm. Hả? À, đây đúng là cơn ác mộng. Mình sẽ trốn ở đây để họ không tìm thấy. Mình sẽ chơi khám chị ấy. Có chuyện gì vậy? Nhìn này, nó đâm xuyên qua. Trời đất ơi. Bình tĩnh đi. Nè, 1, 2, 3. Em chỉ đùa thôi. Hẳn là trò đùa. Được rồi. Cho em cây kẹo nè. Cầm đi. Á. Wow. Ta đùng và thơm lừng. Giờ chị treo lại em. Ra thế. Vâng, cũng hay đấy. Đúng không? Đây là kẹo giả. Chúng mình cùng chụp hình à, nhé. Hả? Ảnh này đẹp nè. Ảnh này đẹp hơn chứ. Hãy đăng lên. Mở cửa ra. Hả? Ai thế nhỉ? Mở cửa ra. Mở cửa. Cửa ngu ngốc. Xin chào các nàng. Ken đấy. Bà biết mình phải đi thôi. Nhưng khoan, mình không thể bỏ em ấy như vậy. Trước khi chị đi, hãy nhận món quà này. Chúc em may mắn. Ơn trời cho các thuốc cả ông. Tớ cần chai nước này hơn bao giờ hết. Vậy sẽ là ai đây? Còn đâu? Tớ. Ok. Trời ơi. Chúc cà mò baby. Chờ một chút. Hãy nhìn nè. Cậu có biết hôn là bị gì không?
Ôi wow, nồng cháy thật. Có gì đó đang xảy ra bên trong tớ. Nhìn bụng tớ này. Tớ có bầu. Đã bảo rồi. Tớ đã làm gì? Tránh ra. Cảm ơn. Trời đất, có phải cô? Ôi làm ơn, đừng lách lại tôi. Trời này quá khủng khiếp. Đừng cả. Đang đùa tôi đấy à? Mẹ về rồi. Xong. Tim à, con làm gì đấy chứ? Không dùng được cái nào. Trừ khi. Khoan, cái hộp pizza. Chloe, có chuyện gì trong này vậy? Nhìn này. Wow, cô ấy chơi Simple Dribble. Chơi xong thì dọn đi. Xoay thì lộ. Ôi, phải vào phòng vệ sinh. Ôi trời. An toàn rồi. Loại này có hẳn hai lớp nè. Ồ, dễ chịu. Mẹ sao rồi hả? Con thì chưa. Đã đến lúc pì pì nữa rồi. Yay. Hả? Không đời nào. Nữa sao? Chuyện này đúng là nực cười. Cũng đành chứ biết sao. Xong rồi. Hả? Con đang đùa mẹ hay gì? Chịu không nổi nữa. Không nhìn được nữa. Chờ một chút nhé. Có ai trong đó hả? Liệu mình có ra khỏi đây được không? Chắc xong hẳn rồi. Ôi, đúng là như thế đấy. Thoát nạn rồi. Quản gia. Sao cậu lâu quá vậy? Nghiêm túc đấy hả? Sao anh không sang bên này? Thế không? Mình gầy, mình gầy. Chẳng nhìn thấy cái gì cả. Nép sang bên để nhìn cái coi. Bực quá đi mất. Trừ khi... Nghĩ ra rồi. Cách hay nhất lúc này là thay đổi góc nhìn. Ôi, chà thế này không ổn. Hả? Trời đất ơi. Mình bự quá, không công bằng gì cả. Khoan đã. Mình biết cách giảm cân rồi. Thế này chắc chắn nhẹ cân hơn rồi. Đó, với số này thì tha hồ ăn uống. Có thế chứ. Đừng nằm rồi, mệt dã man. Ồ, hả? Này, dậy đi. Đi mà mẹ ơi. Sao thế? Để mẹ đổi tư thế. Sao con không chịu nằm yên trong đó? Thôi nào. Nằm thế này cũng không thoải mái. Mẹ không thể chịu nổi nữa. Mẹ lắm rồi. Nhưng có một cách mình vẫn chưa thử. Như vậy, mình sẽ học bơi một lần và mãi mãi. Mong là đã có đủ bọn trong bốn. Không đời nào, hoàn hảo. Ok, nhau vô này. Ha, con của mình, đâu mất rồi. Tôi cần cái này hơn cô. Dễ chịu quá. Hả? Ôi con yêu. Mất tôi. Mẹ. Bơi thì phải có dụng cụ. Này, trả cho tôi. Dạ mẹ. Chà, có lẽ mẹ đến hơi muộn. Chơi vui nhé. Hormone của mình đang hoạt động mạnh. Nhưng không thể để lông lá được. Làm sao để với tới bây giờ? Mình đã nghĩ ra cách hay rồi. Mình chỉ cần thêm một tay. Khoảng hai. Này. Cả lông chân cho tôi với. Cảm ơn. Con yêu. Hả? Chuyện gì vậy? Con chào mẹ. Hả? Mẹ không muốn biết đâu. Một tí nữa là lộ. Coi như xong rồi đi. Vậy đây là cái gì? Nghiêm túc đấy hả? Cho tôi bỏ sót vài chỗ. Wash lông thì tốt hơn nhiều. Da cô sẽ mịn như mông em bé ngay thôi. Ngồi yên nhé. Da tôi rớt quá. Gốc quá sầu luôn. Nhưng sạch rồi. Hoàn hảo luôn. Thật ra xong rồi ạ. Làm tốt lắm. Nhưng vẫn còn chân bên kia nữa đấy. Tôi đã sợ cô sẽ nói thế. Con đói bụng. Alfred, mau vào đây. Tôi đây. Món nhẹ yêu thích của cô đấy. Wow, anh lúc nào cũng biết tôi cần gì. Không ai á, không muốn ăn đâu. Ghê lắm. Không. Món ăn tuyệt đẹp của tôi. Mình đang thèm ăn cái gì nhỉ? Con muốn ăn mỗi thứ một ít. Mình đang lắng nghe cái bụng. Và mình muốn tất cả mọi thứ. Mặn nè và ngọt.
Ok, thật nhiều đồ ngọt. Dưa muối. Hiển nhiên phải có sô-cô-la. Bánh mì kẹp đỉnh cao đây nè. Và của mình hết. Mình sẽ ăn thật ngon miệng. Chính xác hương vị mình muốn. Cô ấy sẽ ăn nó. Ôi, lạnh quá. Dùng cái đấy mà nhìn thấy em bé à? Đừng lo lắng, mọi thứ đều rất ổn nha. Y tá, đây là gì? Này, sao con lại nghịch thế? Thì thôi. Sắp ra rồi. Xin con đừng lo, tôi sẽ giúp cô. Giờ thì dặn mạnh nhé. Ôi trời, lẽ ra không nên nhìn. Lại nữa, vậy thì mình phải vượt cạn một mình. Tớ đây, bình tĩnh nhé, Chloe. Bỏ tớ đây. Đừng có mà mơ. Cậu, đồ phản bội. Đây. Không, không, làm ơn, đừng làm vậy. Bắt lấy. Đã được rồi, mặt bé đâu? Mình bị sự tò mò đánh bại nữa rồi. Có gì nhỉ? Gì vậy? Nhìn này. Hình như mình đứng tìm mất rồi. Cho tớ trái tim cậu nha. Wow, mình phải lưu lại khoảnh khắc này. Điện thoại của mình bị gì sao? Hả? Có chuyện gì vậy ta? Gì? Mình phải tìm hiểu thôi. Cô ấy là Macaron. Mình có ý tưởng này. Mình sẽ khiến bản thân trông giống vậy. Trang điểm, đây là bước đầu tiên. Phải dùng màu đỏ mới thành công được, Timmy à. Tôi quá nhiều mụn nhọt. Mình phải làm gì đó thôi. Chúng ta có gì đây nhỉ? Biết rồi. Cái này được không? Mỗi cây bút thôi á. Có cách rồi này. Gọi tớ là bá tước Hakula đi. Đây là những gì mình cần. Đương nhiên là phải quay cận cảnh rồi. Có gì ghê đâu. Vút hết đi bé ơi. Các bạn tưởng vậy là xong sao? Không đâu bé, còn lâu. Wow, hoàn hảo. Bước tiếp theo. Anh chàng này trông thật ma quái. Đó là... da phải nhợt nhạt hả? What? Tết đang rơi hả ta? Là một cơn mưa gầu đó. Chuẩn rồi. Mà mình nghĩ tóc mình có vấn đề rồi. Cơ mà cũng không nghiêm trọng lắm. Giảm cân luôn mới ghê. Bắt đầu thôi. Xanh như tàu lá chuối. Tiếp nào. Giờ sao nữa ta? Mắt đỏ. Thế phải dùng gì nhỉ? Đây. Chào. Tớ thấy cậu nhìn không chớp mắt đâu. Tớ hả? Được rồi. Bắt đầu. Cậu đừng có mà mơ qua được tớ. Tớ đang nhìn vào linh hồn của cậu. Mình sợ muốn xỉu rồi. Tại cậu hết đấy. Sợ chứ đồ thật đấy. Tại cậu mày thôi. Mình thắng. Đau mắt quá đi. Cách đó tệ thật sự. Cái gì? Ôi là trời. Wow, mắt ngầu đét. Bây giờ. Mình muốn ăn gì đó. Gì nào? Mình có gì đây nhỉ? Bữa trưa của mình. Cảm ơn mẹ. Ngon lành. Ôi trời, nhìn ngon rớt nước miếng á. Tới luôn bác tài ơi. Ngọt. Nó trông hơi đơn giản nhỉ. Tôi muốn xịt thêm tương càng ngon lành. Sao không được thế nhỉ? Bằng đôi mắt nhỏ tôi thật thò. Này. Được rồi. Ok. Kinh quá đi. Nhìn nhiều máu rồi đó. Khiếp. Chờ chút nào.
tóc màu đỏ. Oh, nhìn này. Ha, chấm như vậy cũng tiện ghê. Bây giờ là quần áo. Vậy chưa đủ ngầu rồi, phải thay thôi. Nhìn này. Chuẩn, cái này được đấy. Mình cần áo khoác đen nữa. Để coi nào. Áo khoác đen. Không. Không. Chuẩn. Cảm ơn. Giao hàng nhanh dã man luôn đấy. Gì? Ôi trời. Nó nhỏ quá. Được rồi. Không sao đâu. Xem pháp màu của tớ này. Chỉ cần rót nước nóng vào mì thôi. Làm luôn nào. Rất đầy lên luôn nha. Tuyệt. Giờ đợi nó nở ra hết này. 1, 2, 3. Sao nhỉ? Sẵn sàng rồi này. Xịn quá. Mọi người nhìn này. Giờ tớ là macaron. Xem tớ dịch chuyển tích cực điều luyện này. Xin chào hoàng tử xanh sao. Chào. Chào. So, cậu muốn hẹn hò với tớ không? Được rồi, để coi sao. Chào nhá. Hẹn gặp ngày mai. Được rồi, chuẩn bị thôi. Thôi nào. Mày bị làm sao vậy? Nhìn máu ấy. Bố vừa nói máu ạ. Cần hiếu. Cần hiếu. Bố có ý này. Sáng tạo chạy trong huyết quản của mình. Mình nên chọn từ ngữ cẩn thận hơn. Ngon lành rồi. Đây là bữa sáng của con. Không phải cảm ơn đâu. Con phải đi vệ sinh ạ. Mã đỏ đó cả nhà ơi. Chờ đợi, mã đỏ là mã đói cơ mà. Cái này là mã nâu mới đúng. Lệnh dã man. Đừng lo lắng con yêu. Để đó cho bố. Bố xử được mà. Như vậy mới gọi là vừa perfect chứ. Xin lỗi vì hơi lộn xộn nhé. Và bây giờ đứng lên. Toàn những điều tuyệt vời cho rơi con của bố. Không chỉ để trang trí đâu nha. Nó sẽ giúp mông con luôn đúng. Chi tiết cuối cùng này. Đỉnh của chó. Ngồi đi con yêu. Wow. Mềm quá à. Con cảm ơn bố. Đi đi bố. Xin lỗi con yêu. Bố đi đi mà. Nhanh lên bố. Ấm áp quá. Con yêu, con ổn chứ? Dạ. Cái gì vậy? Bình tĩnh đi bố ơi. Con đang ăn trái cây ấy mà. Chỉ là quả dâu thôi. Chỉ là một quả dâu. Ra còn dính gì thế? Cho bố xem. Đánh răng nào. Bố có cái này cho con này. Ta-da. Ôi đừng lo. Như vậy là bình thường thôi. Nói à. Không. Bố ơi. Bố bắt con đi. Con bé đâu? Nè. Con nhanh hơn bố nhiều. Mình có kế hoạch này. Nè. Bố ở đâu nhở? Này. Chào con gái. Bất công quá đi. Nói à. Để một chút nữa nha. Đến lúc rồi. Ngon quá à. Vậy ổn rồi. Bố đi đây. Khoan. Được rồi. Không, Edward, đừng đi. Dạ dày của mình vẫn đau. Mình đói quá. Mình phải tìm ra đồ ăn thôi. Bắt đầu đi săn nào.
con mồi đang trốn. Để coi nhé. Không có gì. Hay là ở đây? Chờ chút nào. Đây rồi. Bắt đầu bữa tiệc này thôi. Anh ấy, món mình thích. Không, con đang làm gì vậy hả? Phải ăn thức ăn lành mạnh chứ. Sao ạ? Thức ăn lành mạnh. Ôi trời. Không đâu. Oops. Ôi, thời của mình đến rồi. Cưng là của chị. Kình, vứt cái này đi thôi bà con. Bây giờ hoặc không bao giờ. Ăn hết luôn nào. Hạnh phúc chính là kẹo ngon đó. Con. Oops. Là rau đó bố. Ngon quá. Tuyệt. Mệt hết cả người. Để coi nào. Và chúng ta có gì ở đây nào? Hả? Thật luôn đó hả? Yay! Háo hức quá đi mất. Điên tiết rồi nha. Hả? Cái gì? Có thai thật đó? Yeah, anh vui mà. Không, xong đời rồi. Trời ạ. Không, không thể nào. Không thể chịu nổi. Alex. Ơi anh đây, có chuyện gì? Anh không thấy hả? Làm gì đi ngay. Anh hiểu rồi. Chúng ta có thể thay đổi nó chỉ bằng vài vết cắt. Bắt đầu này. Cẩn thận. Không thử làm sao biết. Dù sao thì cứ mặc thử nào. Nào em yêu, em sẽ thích cho mà xem. Hoa nào. Thế em có thích không? Wow, đẹp quá đi mất. Nhưng chưa hết đâu. Anh có một ý tưởng nữa. Hãy xem này. Wow, em cảm ơn. Rồi làm như thế này. Wow, yeah, em thông minh quá. Làm thế này áo sẽ phong cách hơn. Nhìn đi, rất đáng yêu phải không? Ừ, ngầu vãi cháy. Cảm ơn anh. Alex. Hả? Chờ chút nhé em yêu. Anh làm gì mà lâu thế? Ôi trời, để anh lấy nó ra cho cưng. Em biết, sao thế? Có chuyện gì vậy hả? Em không có gì để mặc, anh không thấy hả? Thôi mà em yêu, bình tĩnh. Đừng chấn tĩnh em. Anh xin em. Không. Thôi đi mà. Này, mình đã biết phải làm gì rồi. Chuẩn, hai mảnh này sẽ rất hợp với nhau. Mình chỉ cần may chúng lại với nhau. Giờ hãy xem đi. Chưa mặc và đã thấy đẹp, phải không? Để anh ngắm em nào. Wow, em yêu xinh đẹp quá. Và cái bụng. Đừng chạm okay, tao. Ok. Dù sao cũng cảm ơn anh. Đói bụng quá. Tuyệt vời. Có thể ăn hết cả con voi. Còn đây, để thử xem. Hết sẻ con 37, kèm nữa nè. Hoàn hảo. Lấy tương cà cho em. Được rồi, em muốn gì cũng được. Nữa. Chuẩn rồi. Và thêm chút kem. Cảm ơn anh. Chuẩn không cần chỉnh. Mèo. Ôi trời, thật là nhạt nhẽo. Bỏ hết đi, ngay. Có vẻ như anh ấy đã quên mình. Được rồi. Anh yêu, sao anh không ở đây? Em cần anh. Có chuyện gì? Con mình muốn ăn thức ăn cho cá. Đã rõ. Chào cô bé nha, xin phép. Tuyệt vời. Con em, đi với anh. Có rồi đây, tươi và ngon. Đúng món tủ của em, cảm ơn anh. Đừng có nhìn nữa nhóc con, lại đây. Em yêu, xem anh có gì này. Đã quá đi. Ôi trời, mình không dám nhìn. Anh xin lỗi nhé em bé. Nước này ngọt thơm ghê. Ngon xỉu. Cặp má phúng phính thật đáng yêu. Bảo em béo hả? Không, tất nhiên là không. Trời đất. Em không tin anh đâu. Em phải tự kiểm tra mới được. Ôi trời, cái bụng này. Em không nhìn thấy gì cả. Ôi trời đất ơi. Anh nghe tất cả là tại anh đây. Em yêu, bình tĩnh nào, nhìn này. Được rồi, em nhìn đi. Thấy không,
Em không béo chút nào. Em biết mà, biết ngay mà. Này Alex, anh ở đâu? Đến đây. Hả? Wow. Chào cưng, cái gì thế? Oh, thì cân nẻ tốt. Em muốn biết mình được. Hả? Quái gì vậy trời? Anh yêu, em cần câu trả lời. Em biết đấy. Ôi thôi nào. Đâu có gì đâu. Không có cá hay nàng tiên cá. Cần bị hỏng rồi. Thật không thể chịu nổi. Không có gì, thấy không? Biết đi. Sao mình lại phải làm việc này? Đáng yêu quá. Ôi trời, giết tôi đi. Mọi thứ phải thật hoàn hảo. Thật sáng và đầy màu sắc. Tuyệt cú mèo. Xong hết cả rồi. Còn một chi tiết cuối cùng. Chuẩn. Anh yêu, em đã sẵn sàng. Ok, nó ở đây. Yeah. Em nóng lòng muốn thấy nó lắm rồi. Ừ, tìm đi. Để em tìm nó nhé. Wow, anh cũng thấy hơi hồi hộp này. Tìm thấy chưa? Rồi, nè. Là con gái, là con gái. Ồ, anh hạnh phúc lắm. Xin lỗi, anh phải nghe cuộc gọi này. Alo. Ok, anh tới ngay. Ồ, đẹp quá đi mất thôi. Wow, quá trời luôn. Nhanh lên, bắt một con. Có ngay, đây rồi. Wow, một con mập ú. Nhanh đưa cho em. Ôi cục cưng ơi, hãy cho ta biết. Oh, là con trai. Con trai, thật đó. Đúng, nhìn này. Wow, là con trai, yeah. Ôi trời, nhanh vậy. Alex. Ừ, anh. Wow. Nhưng mà chuyện gì thế? Em sắp sinh rồi, đầu đầu đất. Ôi trời, nhanh. Xin chào, có vấn đề gì? Ồ, đúng rồi, hít thở sâu. Cô đang làm rất tốt. Anh yêu. Trời, mình còn quá trẻ mà. Ôi không, chuyển dạ rồi. Ew. Nhìn lên, phải gọi cho anh ấy. Anh yêu, cứu. Không, cầm tay em nắm chặt vào. Ái ui, em yêu, anh xin, đau quá. Dặn đi nào, dặn. Dặn. Em đang dặn đây. Ôi trời, anh ấy không nghe máy. Má ơi. Tôi thấy rồi. Ồ, bé cưng của chúng ta đây rồi. Bố bé em đi này. Ồ, con của tôi xinh quá, giống y hệt mẹ con. Con mình thật hoàn hảo. Ôi tía má ơi, đến nơi rồi. Úi dạ. Ồ, cưng ơi. Bỏ cái tay ra. Ồ trời, có tôi đây. Đừng lo lắng, để tôi lo sản phụ này. Ê, cô gái này là ai? Anh có biết gì đâu. Chờ anh xíu nha. Xin chúc mừng cô một bé trai. Ồ, trông giống hệt bố nó. Wow, con trai, đúng như dự đoán ban đầu. Ôi, con yêu, mẹ vô cùng hạnh phúc. Hả? Anh quen cô ta hả? Tôi có một ý tưởng. Hả? Không, làm ơn đừng bỏ anh lại. Anh không làm được. Trời đất ơi. Anh sẽ ổn thôi. Bài cưng, đừng nhớ em. Không, đừng đi. Ôi mẹ ơi. Ê ơi. Hãy xem cái gì ở đây. Bất ngờ trong cát. Wow, kho báu. Này, lấy được rồi. Mau thả ra. Rồi. Xe tự do. Búp bê. Đã được rồi, tội nghiệp. Eo ơi, mình đã biết cách rồi. Đầu tiên chúng mình sẽ chăm sóc da. Thích không? Yeah, có chứ. Tuyệt, bây giờ đến lượt em. Đâm mặn nạ vàng. Đây nhé. Chờ nào. 800, 900. Xinh xỉu. Gỡ mặt nạ ra nào. Wow, thế đẹp chưa nào. Eo ơi. Hả, sao thế? Barbie, không ổn rồi. Chị sẽ đánh răng cho em. Con gái nhất định phải có hàm răng trắng như ngọc. Ôi, thơm mùi bằng hà. Thơm mát đúng không? Wow, thơm mát và trắng như ngọc. Nó bé xíu nhưng chị cũng cần nó. Kiêu. Ui, mất tôi. Không đẹp một chút nào. Đây rồi. Búp bê Barbie trong mơ. Đây là nơi nào vậy? Eo ơi, ghê quá. Có một con quái vật đang bò. Hả, quái vật? Ồ, đó là dán cưng. Dán cưng bé bỏng của chị. Hả, em cần đi tắm. Tắm á? Đợi một chút. Thường thì chị có thể tìm mọi thứ ở đây. Hãy bắt đầu từ mặt em. Người ta nói đó cho sạch rách cho slay gái ơi. Bắt đầu nào. Hơi lạnh đó nha. Em sẽ có làn da sáng mịn ngay. Tía má ơi, không thấy gì cả. Có chuyện gì vậy? Chà, đó chỉ là một phần trong quá trình. Rồi em sẽ trông y như mới.
sẵn sàng nhé, đón chờ diện mạo mới. Sắp xong rồi, và bước cuối cùng. Mát quá. Tuyền, em sẽ cần cái này. Cái gì cơ? Cứ bình tĩnh, nó sẽ lấy hết bụi bẩn trên mặt em. Thấy không? Đâu phải bụi bẩn. Chị đã nhổ hết răng của em. Thật kinh khủng. Quý gia, đã có kế hoạch dự phòng. Kẹo cao su luôn hữu ích. Sao thấy bất an quá? Răng đã mọc lại. Trắng như ngọc. À ha, như của chị. Vơi đi chú cá mập nhỏ. Mùi gì vậy? Em đấy à? Cái gì? Em hôi quá. Xin lỗi. Chị sẽ tắm rửa cho em. Em cứ như miếng rẻ lau. Vừa phải thôi. Vào phòng tắm đi nào. Khoan, em phải thay đồ đã. Đi tắm thôi. Được rồi, nhanh nhổ lên. Mong bóng đang nâng niu làn da nhựa của mình. Tuyệt. Tiếp theo, cạo lông nè. Chúng ta cần làm cho đôi chân trở nên mịn màng, Bart. Bắt đầu nào. Chị sẽ làm nhẹ nhàng nhé. Lông biến đi. Em đã có đôi chân mềm mịn. Đúng vậy, em thích lắm. Từ đó không đẹp chút nào. Eo ơi, con gái thì phải được chăm sóc đặc biệt. Nhẹ tay thôi. Chuẩn bị nè, 1, 2. Au. Tiếp theo là liệu trình chăm sóc da mặt búp bê. Hãy chuẩn bị mặt tỏa sáng. Hào hức quá. Ba la. Wow. Được rồi, để chị lau người cho. Mình cũng ca hát cho vui tất nhé. Tất nhiên, chị rất vinh hạnh. Sẵn sàng chưa? Since you've been gone. I can Này, cẩn thận. Ôi không, chị xin lỗi. Xin lỗi mà. Em có sao không? Chị đừng lo, em không sao. Ow. Chuyển sang phần tiếp theo. Quần áo của mình bẩn và người hôi rình. Thật hả? Lệ cho tôi, thật khủng khiếp. Nghiêm túc đấy hả? Nhưng tôi thật hoàn hảo. Ôi, mì kìa, để chị ngửi đã nhé. Không không không, tập trung. Ô, chúng mình phải làm gì bây giờ? Mình cần cái gì đó từ thiên nhiên. À ha, đất nè. Thành phần tự nhiên giàu dưỡng chất cho da. Nhưng em chỉ là búp bê. Chuyện gì đang xảy ra ở đây? À, chị điên rồi. Hãy tận hưởng việc tắm bùn. Thêm chút kẹo nữa nè. Ôi, ngon. Chị sẽ massage cho cưng nhé. Em sẽ cảm thấy thật thư giãn, chị đảm bảo. Và xong. Phải lau người rồi nè. Không có khăn thì dùng tạm giấy vệ sinh. Che người lại nào, Barb. Không tệ gái ơi, xinh quá. Chúng ta hãy nghỉ ngơi nhé. Nằm đây, chị sẽ quay lại ngay. Ok, ducky. Hả? Yêu ơi, này, gì thế? Tốt. Hả? Nutella thôi mà. Chị đang đói. Giáng sinh vui vẻ. Kìa má ơi, tởm quá. Xin lỗi em nhé. Làm gì đi chứ? Nó dính quá. Chị có một ý tưởng. Hãy cạo tóc và bắt đầu lại. Chị có chắc không đấy? Xem nào. Tuyệt. Bây giờ chị cần đồ trang sức. Nó sẽ cho thấy cuộc cách mạng tóc. Hoàn hảo cho vương miện mới. Vương miện? Giống như nữ hoàng và công chúa. Chị đã xong chưa? Viên kim cương cuối cùng cực kỳ slay. Rất sang trọng. Xong. Ôi không, không đẹp chút nào. Phải loại bỏ ngay. Nhưng nó rất hợp với mái tóc của Barbie. Chị cưng chiều em quá. Đẹp hơn em mong đợi gấp 10 lần. Thử hất tóc nè. Áo ui. Chuyện gì vậy? Răng mình lạ quá. Tạp chí Barbie. Đúng thứ mình cần. Một số cảm hứng phong cách từ chuyên gia. Toàn mốt năm nay. Nhạt nhẽo. Ở trong này hơi nóng. Ồ, tất nhiên rồi. Oh yeah. Một chiếc váy cao cấp mới xứng tầm với em. Và xong rồi nè. Có kèm nơ xinh xắn nữa. Đừng quên giày cao gót màu hồng đặc trưng của em. Wow, em là quý cô sang chảnh. Ui, trời quá, đau cả mắt. Thật thô lỗ. Ngon quá. Ồ, cái này trông giống một chiếc lược. Từ từ thôi chứ. Chẳng ích gì. Có lẽ cách này sẽ tốt hơn. Chị sẽ làm cho em một mái tóc mới xanh. Từ A đến Z. Dao cạo này rất bén. Chị đã làm gì tóc của em? Đừng lo lắng. Chị có một kế hoạch cho em. Dùng báo là được.
chị sẽ làm kiểu tóc xoăn mì tôm, tóc xoăn bồng bềnh và cài lên tóc nè. Pin chị đi, chúng em sẽ cực kỳ danh điệu luôn. Lọn cuối cùng và xong. Thấy lạ quá nhưng không sao, hãy che mắt lại. Tóc xong, để chị kiểm tra. Em cần quần áo mới. Ok, chúng ta có gì nào? Ồ, dán cưng đến đây để trả thù. Hãy bỏ khắp người nó. Cứu em. Barbie, em ở đâu? Ồ, khổ thân búp bê. Để em ấy yên dán cưng. Em cần phải thay quần áo gấp. Nếu đã hết cách rồi thì dùng cái tất thôi. Chà đà. Nhưng còn đôi giày thì sao? Mình có ít đồ dự trữ ở đây. Đã đến lúc sáng tạo và tạo nên phép màu. Giày đây nàng ơi. Lộng lẫy. Nhưng hơi dã man luôn. Xin lỗi. Chị sẽ giới thiệu em với thế giới. Này. Này. Barbie của cậu ấy đẹp hơn. Đó là bản gốc. Mình phải có được nó. Đưa búp bê cho tớ. Này của tớ mà. Tránh ra. Đưa ra cho tớ. Đừng mơ. Chẳng ai muốn mình cả. Bỏ cái tay ra. Của tớ. Cuối cùng mình cũng lại được tự do. Ngon quá. Ướt cho tớ nữa đi. Tuyệt vời. Đúng thứ mình cần lúc này. Của cậu đây. Ồ, trông tuyệt quá. Ồ, mình cũng muốn. Xin lỗi, mình không nhịn được. Này, đưa cho mình. Ui. Ôi không, cậu đã làm gì? Tớ. Đó là cậu. Này, tớ không cố ý đâu. Wow. Ủa, cái gì? Ouch. Ôi không, chân của mình. Aha, cậu ấy đây rồi. Nhanh, hãy tóm lấy cậu ấy. Chân của mình. Đừng lo lắng, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Còn mình, họ vừa bỏ mình. Không thể tồi tệ hơn được. Cuối cùng mình cũng làm được. Nhìn lạ quá, đây thực sự là bệnh viện sao? Mà cái này dễ thương này. Thật tuyệt vời. Lấy được không? Tránh ra. Này, cẩn thận. Ôi trời, đây hả? Thật sự. Đừng lo lắng thưa cô, hãy nói cho tôi biết đó là gì. Chân của tôi chạy và rồi tôi ngã. Để tôi xem thử. Có vẻ như vậy, nhưng cứ để tôi. Cảm ơn, làm đi. Wow, chắc chắn rồi. Sẽ xem nào, chúng ta không cần cái này. Và ở đây chúng ta sẽ dùng cái này. Cảm thấy đỡ rồi đó. Tốt lắm, cô thích chứ? Xịn phết, cảm ơn bác sĩ. Này, ai đó làm ơn đi. Trời. Làm ơn giúp tôi với, đau quá. Trời đất ơi, chuyện gì đã xảy ra thế? Chân của tôi chỉ... Ý là đây hả? Làm ơn, đau quá. Hiểu rồi, gãy mất tiêu. Nhưng tôi biết phải làm gì, cái này ổn đấy. Vâng, tôi cũng hy vọng thế. Chúc một ngày tốt lành, thưa cô. Xong rồi sao? Nhanh vậy. Tội nghiệp chân của mình sẽ không... dự báo chiêm tinh của mình nói rằng hôm nay mình sẽ gặp may mắn. Buồn cười quá. Chào các quý cô, tôi làm phiền chút nhé. Đồ ăn. Bữa trưa đây. Thật hoàn hảo, cảm ơn. Mẹ con đói. Mình muốn cái này và cái này. Ôi trời ơi, mình không muốn. Mình muốn một con tôm hùm. Hiểu rồi. Cái gì tất cả thức ăn này? Nhanh, mình cần phải tìm cách. Nhìn ổn đấy. Tuyệt, mình có thể dùng nó. Mình chỉ cần một thứ nữa thôi. Bây giờ mới gọi là ổn chứ. Đây rồi, tôm hùm, cậu ở đâu? Đến đây nào, nhanh lên. Hiểu rồi, chị. Này, đừng chạy trốn chứ. Hiểu rồi, của cậu đây. Cảm ơn. Cảm ơn mẹ. Còn mình thì sao, anh y tá ơi? Cái gì? Trời ơi, làm thế nào để thoát khỏi cô ta đây? Này, bắt lấy. Bắt được rồi. Một quả táo, cảm ơn. Tuyệt quá mẹ ơi. Mùi thơm lừng luôn. Nhưng cái gì thế cưng? Mẹ ơi, con muốn ăn trái cây. Vậy chúng ta hãy tổ chức một bữa tiệc nhé. Không, mình không cần phải cắt nó. Tốt hơn là mình nên ăn theo cách thông thường. Yeah, đây rồi hả? Cái gì? Làm ơn giúp mình sẽ trả thêm tiền cho quả táo đó. Vì quả táo này, thật sao? Được rồi. Cảm ơn cậu rất nhiều, cậu là vị cứu tinh của tớ. Ngon tuyệt của mèo luôn. Tuyệt, mình đã chờ lâu lắm rồi. Này, có lẽ các vì sao không nói dối. Hôm nay chúng ta thực sự may mắn. Đúng đó mẹ, ngon ơi là ngon luôn. Ôi không, mũi của mình, thả ra coi. Trời, chuyện gì đã xảy ra vậy? Mẹ ơi, chúng ta cần đi tiểu nhanh. Đó là... Hả? Rất tiếc. Không, nhanh, mình cần đi. Hả? Cậu cũng vậy. Đừng có mơ nha. Tớ trước. Không đời nào. Tớ sẽ đến đó nhanh hơn cậu. Tiến đi dùng. Này. Đây là vấn đề sống chết.
Mình trước nè. Không bao giờ. Đợi đã, đợi chút, mình thực sự cần nghỉ chút. Ôi trời, thổi đi. Ngốc quá, mình sẽ tới trước. Này, điều đó không công bằng. Lừa cậu đây. Trời ơi, nhanh nào, đóng cửa lại. Được rồi, nhẹ nhõm quá. Vậy là xong rồi. Ôi là trời, thoải con gà mái. Thật luôn, vậy thì con có bất ngờ này cho mẹ này. Cái gì nữa hả? Ôi không, hãy làm lại lần nữa. Sao lại như vậy chứ? Sao mà lâu vậy trời, mình cũng cần dùng mà. Thôi nào, lần này thật sự không chịu nổi. Không mẹ ơi, con nghĩ mẹ nên làm lại. Không thể tưởng tượng được. Đừng dừng lại, mình có thể làm điều đó cả ngày. Bây giờ chắc chắn là đã hết. Ôi, chả, không phải là vấn đề của mình nữa. Mở ra, làm ơn. Rồi rồi, tốt thôi, chúc vui. Đây rồi, nhưng đợi một chút. Mùi gì vậy? Trời đất ơi, điều này thật kinh tởm. Thực sự là, nhưng nếu cô muốn dùng... Không, không đời nào mình sẽ không bao giờ. Trời ơi, thật rồi, mình sẽ làm việc này. Chúc may mắn. Tại sao nó lại xảy ra với mình? Thực rồi, nếu mình cố không thở. Kinh quá, thật kinh khủng. Mình thích cái tưởng không thở. Ôi mẹ ơi, ở đây thật khó chịu. Vâng, quay sang phía bên kia. Không phải bên vậy đó. Không phải. Mình muốn đi ngủ, anh có thể làm gì đó được không? Hay thế này nhỉ? Vâng, chắc chắn rồi. Chào nhau, chào chú mượn. Chú sẽ cho cháu cái này. Ngoan quá, chú lấy luôn mấy cái này nha. Nó sẽ giúp cô ngủ ngon hơn. Nhìn. Thật là dễ thương. Nhưng nó là gì? Nó không giúp được gì, nó hoàn toàn vô dụng. Này, cẩn thận. Tội nghiệp. Chả giúp được gì, mình muốn đi ngủ. Hay cái này sẽ hiệu quả nha. Chắc chắn rồi. Nhưng một con bóng bay của mình. Cô. Trời ơi, anh đã làm tôi đã sợ. Biết phải làm gì, nhìn này. Tôi sẽ gắn mấy cái này ở đây và đây. Thấy không, dễ thương quá, dễ thương quá. Thật tuyệt vời, cô thấy sao? Cuối cùng nó cũng dừng lại. Mình đang bay. Hả, trông hay thật đấy. Mình tự làm cũng được nè. Phải, cái này trông ổn đấy. Yeah, dùng nó đi. Phải vứt rác đi hết cái đã. Chuẩn, và bây giờ thổi nó như một quả bóng bay. Tốt lắm, bây giờ buộc lại. Nhanh nào, hoàn hảo. Lần này mình sẽ tận hưởng giấc ngủ của mình. Ngủ ngon. Này, không, chỉ mới một phút thôi. Vâng, dậy nào. Cái gì, đã đến lúc rồi mình còn được trợ giúp. Y tá, làm ơn, tôi nghĩ mình sắp sinh con. Ok, check sau gì chả sinh. Sao vội thế? Cô y tá, đã đến lúc tìm hiểu giới tính của em bé. Hả? Còn mình thì chắc sao? Chắc chắn chỉ một giây thôi. Này, mình có thiết bị của mình. Mình quên mất nó nặng thế này. Đây rồi. Wow, mình cũng muốn thử hả? Đừng lo lắng, nó hoàn toàn vô hại với em bé. Chào nha. Nhìn bé kìa, đúng là một thiên thần. Chúc mừng, đó là một bé gái. Công chúa của mẹ, con bé thật dễ thương. Này, còn tôi thì sao? Này, hãy quay lại với tôi. Tôi cũng muốn biết. Được rồi, được rồi. Bây giờ làm thôi. Nếu cô muốn vậy. Đúng rồi, làm như vậy đi. Cô ta sẽ không nhận thấy sự khác biệt. Chuẩn rồi, mình đã sẵn sàng. Làm ơn ngồi yên. Bé yêu, bé là gái hay trai? Tò mò quá, gì vậy? Hả? Cháu là con gái, một cô bé, xin chào. Nó đang di chuyển, cô cưng, mẹ yêu con nhiều lắm. Gái là con gái, con gái. Là con trai. Hoặc một bé gái. Dạo được, thôi tạm biệt. Ôi. Này bé ơi, con ở đó thế nào rồi? Con ổn, con cũng yêu mẹ. Cô đã sẵn sàng chưa? Rồi, bắt đầu nào. Trời ơi, bác sĩ. Làm ơn, làm gì đó đi. Được rồi, đừng hoảng sợ. Đây, nằm thoải mái và thở. Thở đi nàng, thở đi. Tốt, bây giờ để tôi xem một phát. Hãy tiếp tục thở đi. Được rồi, tôi đang thở. Đừng lo lắng, cô gái cũng có thể làm được. Cô đang làm rất tuyệt vời. Tốt lắm. Hãy xem nào. Tốt, bây giờ đẩy. Tôi đang có. Xem có gì ở đây nào. Ui. Chào cô, cháu muốn ra khỏi đây, được không? Hả? Cái gì? Con bé này giống hệt mẹ nó. Dặn tiếp đi cô gái. Em bé đây nè, cô xin chúc mừng. Đó là một bé gái và thật dễ thương. Bé yêu của mình đến với mẹ nè con yêu. Cảm ơn. Cảm ơn, cô là số 1. Ôi cưng à, mẹ yêu con nhiều lắm. Yêu quá đi. Làm ơn hãy làm gì đó. Dặn nào, dặn. Đang dặn nè, cô không thấy hả? Dặn
Vậy là cuối cùng cũng đến lúc mình ra đây. Dặn tiếp đi, bây giờ để tôi xem chút. Đến nè bà con. Ui, đâu có phải là một đứa bé không? Chà, hổ mẹ sinh hổ con. Hay nhau, hay nhau. Ồ, con của cô đây. Ồ, vô duyên ghê. Nhưng đừng lo lắng bé yêu. Ồ. Các con của tôi thế nào rồi? Anh đến rồi, nhìn này. Chào anh, đợi tí. Này, cái gì cơ, cậu cũng vậy hả? Trời đất. Ờ, anh thực sự không biết chuyện đó xảy ra như thế nào. Ồ, cứ đợi đi, anh sẽ phải trả giá. Ờ.